Xin chào mọi người, hiện tại Việt đang có mặt ở vị trí đó là Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Thì hôm nay Việt có đến cái công trình của Việt thì đang thi công ở những cái giai đoạn cuối. Đó là phần xây dựng cho cái công trình này. Việt muốn chia sẻ với các bạn một số cái thông tin về cái công trình này. Công trình này với diện tích đó là 100m² nhân với 6 tầng. Mục đích của cái công trình này đó là xây để mục đích vừa ở và cho thuê. Thì hôm nay Việt đến đây để thăm công trình và xem anh em triển khai đến những cái giai đoạn nào rồi. Trong cái công trình này thì được biết đó là cái giai đoạn này là gần đến cất lắp của cái công trình. Thì mời anh em, mọi người cùng với Việt đến thăm cái công trình mình. Đây là vị trí công trình hiện tại công ty Việt đang triển khai thi công. Đây thì các bạn có thể xem từ cái phần trên mái thì hiện tại thì anh em đang ghép cốt pha. Đây, cốt pha. Cơ bản cái phần xây tường với ngăn tường đi sâu vào trong. Công trình hiện tại anh em đang triển khai đến đâu rồi? Tầng 1 thì mọi người đã xây thô xong hết rồi. Nó hơi tối. Đây tầng 1. Kiểu của công trình thì mục đích cái công trình này chủ yếu là cái tầng 1 này đó là để xe. Đây là cầu thang máy. Của cái tầng 1 này gồm để xe và một nhà vệ sinh và ô thoáng. Tiếp đó mời mọi người lên tham quan tầng 2. Vì đang thi công lên nó không có điện nên tương đối là tối. Đây là tầng 2. Thì hiện tại tầng 2 thì đang anh em đang vẫn đang xây từng ngăn. Tầng 2 này đây là bố trí đó là phòng bếp với cả một phòng ngủ. Đây anh em thì đang triển khai xây ngăn tường. Đây là khu vực vệ sinh. Thì khu vực vệ sinh này chúng tôi thiết kế nó có âm sàn xuống. Tiếp đó mời anh em lên thăm tầng 3. Hiện tại tôi đang đứng ở tầng 3, thì tầng 3 của ngôi nhà này thì có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đây ạ. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là một cái phòng ngủ ngoài cùng. Tiếp đó là mời anh em vào thăm đó là phòng ngủ tiếp theo ở trong đây. Công trình này được cái hai mặt thoáng, hiện tại bên đối diện thì cũng không có nhà nào xây. Khu vực này thì chúng tôi đã thiết kế ô thoáng đón gió và đón ánh sáng đấy. Đây là khu vệ sinh. Hiện tại tôi đang đứng ở tầng 3 của công trình. Còn trên tầng 4 và tầng 5 thì anh em đang ghép cốt pha của cầu thang và phần mái chuẩn bị cất lóc của tầng trên cùng. Do anh em đang thi công tương đối là cũng nguy hiểm thì tôi không lên trên đấy nữa. Xin cảm ơn các anh em đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi. Xin hẹn gặp lại các anh em trong cái video tiếp theo của tôi tại công trình này để hoàn thiện cái công trình này đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.